Dạ vâng, Quốc Hồng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì bên em lại lên cho cả bác một video, nó không liên quan về cái mảng âm thanh nha bác nhá. Thì hôm nay em về được cùng chung với những lô âm thanh đấu hàng mảng nhập về, thì em về được 3 chiếc đồng hồ nha bác nha, 3 chiếc đồng hồ cơ cố cho tất cả bác chơi. Thì đó là em về được đấu hàng mạng nhật nha bác nhé, về được một con hai con Senko và một con Citizen với dòng đồng hồ cổ bọc vàng. Đấy, bọc vàng nha bác. Đó, thì em sẽ đi vào chi tiết từng con cho tất cả bác để các bác tham khảo, các bác lựa chọn nha. Các bác nào yêu thích những dòng đồng hồ đeo tay thì có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm các bác ưng ý. À, hàng bên em tiến về cho bác rất là đẹp, hàng chất lượng nha bác nhé, hàng xịn sò bên Nhật. À, con này là con Senko nha bác nhé. Đấy, con Senko với thiết kế bọc vàng. À, bọc vàng nha bác, bọc vàng toàn thân. À, Senko Chronos 23 GBL, 23 GBL nha, mặt màu vàng mỡ gà rất là đẹp nha bác nhé. Đây, kính Sophie. Đó. Con này thì móng rất đẹp luôn. Đó. Con này thì size của nó là 36 nha bác nhá. Đây, size 36. Size mặt 36 nha. Rất là đẹp nha bác. Đây, các bác nhìn. 23 GBL bọc vàng toàn thân. Bọc vàng 14K nha bác nhá. Đây, Senko này, bọc vàng 14K này. Đấy, có than chữ 14K này. Đấy. Còn rất là đẹp nha bác, còn rất là đẹp luôn nha. Con này thì tay các bác nào mà vừa vừa tập trung thì đeo con này cực kỳ đẹp nha. Lên máy móc là xin những bán hết nha bác nha. Đã lâu dòng, chạy hoạt động ổn định. Máy là máy cơ có tay, máy có tay nha. Đấy, lên dây da khó lên kiện nha. Đấy, khó cô khó lên kiện dây da cho tất cả bác đeo. Đấy, con này thì hiện tại bên em đang có một giá là 6 triệu rưỡi nha bác nha, 6 triệu rưỡi nha. Đấy, hàng quá chất lượng, quá đẹp nha, cho bác thích sưu tầm một cái con đồng hồ cơ cố để đeo chơi hoặc là các bác trưng bày. Rồi, con Senko nha bác. Senko 23 GBL nha. Đấy. Senko 23 GBL bọc vàng toàn thân 14K nha bác nha. Đấy, quá đẹp luôn. Rồi, 6 triệu rưỡi nha bác nha. Qua con thứ hai là con Senko 27 GBL. Đấy, con này thì dây khó lên kiện zin nha. Đấy, máy móc zin tất cả zin hết. Đấy, size con này thì cực kỳ là dày. Đấy, size mặt nó là 37 nha bác nhá. Size mặt là 37 năm. Size mặt 37 năm, hai lật. Đấy, kim cọc vàng nối nha bác nhá, kim cọc vàng nối. Đấy, Senko mặt trắng. Cực kỳ là đẹp nha bác. Đấy, dây khó là zin hết. Đấy, dây khó zin nha. Đáy inox. Đấy, đáy inox. Con kia thì đáy nó bọc vàng luôn, còn con này là đáy inox nha. Da băng. Các bác nhìn thì nó sáng, rất là khó nhìn nha bác nha. Đây, quay cả cánh cho bác xem. Đấy, da băng nha. Senko. Hàng rất là chất lượng. Con này thì các bác đeo vào cực kỳ là đẹp nha. À, các bác nhìn. Bọc vàng hết nha bác nha. Đi nó là bọc vàng hết. Đây, kim cọc vàng luôn. Hai lật nha. 27 GBL. Quá chắc nha bác. Con này thì zin to máy từ dây khó lên kiện, dây khó với lại máy móc luôn nha bác nha. Rất đẹp nha. Đấy.
con này thì rung reo luôn bác nhé. Đấy, có chế độ rung reo cực kỳ là hiếm, những cái con đồng hồ mà có chế độ rung reo thì rất là hiếm nhé. Này các bác thấy nước vàng nó là còn rất là đẹp nha, không hao mòn nha bác nhé. Đấy, những cái này là những hàng đã qua sử dụng nha bác, đã qua sử dụng nước ngoài. Đấy, hàng đồng hồ cố đã qua sử dụng nước ngoài, không phải là đồng hồ mới đâu nha. Các bác nhìn nước vàng nó này, quá đẹp luôn. Con này thì có giá là 10.800.000 nha bác nhé, 10.800.000 cho bác là thích stock. Đấy, quá chắc. Rồi qua con thứ ba. Đấy, con thứ ba này các bác. À, con này là con Citizen. Đấy, 19 CVL nha, 19 CVL, mạch cực đẹp. Đấy, bọc vàng toàn thân, bọc vàng niềm bọc vàng, còn đấy là đấy inox. Đấy, inox nha, Citizen, bọc vàng 20 micro. Đấy, 20 micro nha bác nhé, quá đẹp. Lên da da khó linh kiện nha bác nhé, có Citizen. Đấy, khó linh kiện của hãng, mạch cực đẹp nha bác. Đấy, các bác nhìn mạch nó này. Đấy, con này thì cũng có tay, lên có tay nha, cơ cốt. Mười chín CVL nha bác nhé, 19 CVL, 19 chân kính. À, size con này là size 35 năm nha, size 35 năm. À, chưa tính nấm nha bác nhé, những cái con này thì đo chưa tính nấm đó. Đấy, còn tem mát nó của Nhật này, tem mát của Nhật này, Citizen nha bác nhé. À, hàng quá đẹp luôn, con này các bác lên tay cực kỳ đẹp này, sang trọng luôn bác. Rồi ba con nha bác nhé, nước vàng còn cực kỳ đẹp nha bác, nước vàng còn cực kỳ là đẹp luôn. À, con này thì có giá là 5.500.000 nha bác nha, 5.500.000 cho các bác chơi. Citizen, quá đẹp. Rồi có ba con. Đấy, các bác lựa chọn con nào thì alo cho em đây, sắp tới thì bên em cũng đấu thêm về được vài con nữa nha. Đấy, về được vài con nữa rồi các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho Quốc Hùng. Đấy, ở giá thì nó cũng nằm trong phân khúc giá bình dân thôi bác. Ở những cái con đồng hồ cũng rất là đắt tiền nha bác nhé, rất là đắt tiền, tầm hai mấy ba mấy triệu, rất là nhiều. Nhưng em sẽ đưa về những phân khúc giá tầm khoảng dưới 20 triệu đô lại để cho các bác dễ tiếp cận hơn, sưu tầm được những dòng đồng hồ cố cực kỳ là chắc, và cũng như là những dòng đồng hồ bọc vàng hoặc là vàng đúc cho các bác để có chơi. Đấy, mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho qua hôm qua số điện thoại là 0366487077 và 0394459 nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.